nó khi rảnh lôi cái ổi ra chiên nốt. Chủ cũ nó hơi bị là nó hơi tệ, xác sơ quá, cái cốt này được, tay tán của nó thì uốn éo lằng ngoằng lại, kiểu như họ đi buôn ấy, nhưng cũng không quan tâm lắm, và tay mình sót ruột mình lấy thôi, thì cũng rất là hay, thích, nó cũng ha khá là lạ, con ổi rất già, rất có tương lai, mặt này rất quái này, thân rất to, chỗ này thì tính sẽ làm lũa nhưng mà chưa có thời gian làm á, bây giờ chỉ trồng tỉa tạo tán ấy. Cũng vẫn là cái bài ca quen thuộc đẹp để cho tương lai đấy. Và cái bước làm đầu tiên là phải vặt lồng một chuỗi thay mới luôn, và tay mình là phải thay mới đấy, tất nhiên nó không cần thay rồi vì là rất xác xơ, và nếu mà đã thay là phải trồng, một là thay đất, hai là phải bón ngay cho nó đấy, đã rút răm thay lá là phải như vậy, chuyển chậu là phải rút răm. Rồi mặt trước quá nha, ở đây mặt sau, chưa có đang thử lên mạng, nhiều bác thích cây này. Nào chỗ này trong bờ hè hơi tối, hơi tối, đây còn có quả, còn có quả này mà. Đó mà này cũng được nhưng mà nó tối, chiều muộn hơi tối, làm luôn, tranh thủ làm. Còn một số cây Ngọc Anh với mấy cái xanh cây sữa cũng phải sửa lại đôi tí. Rồi bác nhá, bây giờ chiến thôi, tí nữa nó lộ răn lộ rết ra thì bác nhìn nó dễ hơn. Bài ca đầu tiên muôn thuở nhé bác nhá, vặt chuỗi lông. Rồi mở bài vặt chuỗi lông. Xong rồi quay con nhé. Lá ổi này đang thiếu chất quá, mầm nhớ không được khỏe. Đây, đứng đây nhìn. Ra đây nhìn. Thấy bố trong đấy không? Xung động của bố nhé. Bố đâu? Thì cứ gọi bố ơi đi. Ừ. Nhưng mà ốm là bố không làm được cái gì. Đang có cái gì á? Rồi, đừng cầm lấy con bố. Đang có cái gì á? Đang có cái gì á? Lấy của Dương á. À. Nào bố cho lên TV nhá. Bố cởi trần có lêu lêu không? Con mùi như mùi tương đấy con. Đúng vậy. Mùi đi rồi. Mùi đến rồi. Nhìn thấy nha. Thank you.
Nhớ rồi. Lên đây rồi. Con không đá vào đấy nhau nhé. Bay cả bố đi. Bay cả bố ra ngoài phim. Không, bố nhận rồi, không cần chờ. Mẹ cho ăn, mẹ cho cái gì đi. Con này coi xem cái tàu ấy kìa. Con lớn rồi, con phê quay phim cho bố không? Được. Lông dựng ra đây. Đây.
Con chỉ đi 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 được. Con gì? Sư tử. Cắt bỏ cái cành. Cắt để cho nó thành của mình. Ah!
thế con. Đây các bác, nhìn hơi lẳng hoàng, hơi đuối tay, nhưng mà tương lai bón vào là sẽ ngon, bón vào sẽ ngon. Nhắc ra chỗ sáng này tí các bác, nhìn cho nó dễ. Đấy, giờ tỉa xong. Bây giờ là mà có phân bò bón thật mạnh vào đây, tẩy cảnh nó to ra, mạnh lên, mỡ màng lên thì ngon được. Bây giờ chỉ có gọi là làm sạch sẽ thôi, chứ còn chưa tác động gì, mà cũng chưa có gì để tác động. Đấy, đất diễn còn chưa có nhiều, muốn diễn thì phải cho cây thật khỏe. Đó, cơ bản nhất là có mỗi nhất cắt to to đây thế thôi, gập lên nó không hợp lý, nhìn có vẻ là quái nhưng không hợp lý. Giống ổi này nó rất là hay, vì hồi bé hồi mà nó còn tay cành còn non, các bác làm nó quần quại, sau nó càng già nó càng đỡ đi cái vẻ nhân tạo đi, nó càng là trả ơn hơn. Tất nhiên là vẫn nhìn thấy nó nhân tạo, nhưng mà nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đấy các bác, mặt này quá rồi. Một quả cũng lại một quả duy nhất. Cây sung để lại một quả và cây ổi cũng để lại một quả. Bệ phía sau đó nhé, thân dính liền là một, hai thân dính liền là một. Này thì gọi bác, tùy bác gọi phụ tử cũng được mà huynh đệ có khi cũng được. Giống như bác Huấn bác ấy bảo là đã là phu thê thì không cùng một gốc được, hay cùng một gốc hoặc là nói chung là cùng huyết thống thì nó sẽ cùng một gốc, còn đặt tên thế nào thì các bác thôi. Phụ tử thì hợp hơn anh, con kia rất là to khỏe. Tử này thì cũng rất là giống bố, lại lại đi. Mặt này gót nhé. Mặt này làm lũa này các bạn, khô rồi, làm lũa vát qua xuống dưới. Chạy vào đường chạy dưới này. Tí nữa sẽ phải bón cho cây này các bạn. Đấy. Đây, em sung vừa mới trồng đây. Rụt dịt đây. Rồi, xin cảm ơn các bác quan tâm. Cũng xin được các bác góp ý cho thêm để ngày càng hoàn thiện các bác nhé. Xin cảm ơn các bác. Tưới nước cái phía tưới nước cho lên màu thì ok. Sạch sẽ hơn này. Đều ốm dậy à? Rồi, chào luôn. Chào các bác thật, hôm nay chào các bác thật.